Em Minh xin chào các bác, xin chào mọi người đang theo dõi trên kênh youtube của Minh Audio Sài Gòn à, Thưa các bác, hai mẫu âm ly Luxman L570 và L560 Em Minh giới thiệu với các bác trong video này à, Đây là hai chiếc âm ly em Minh tuyển lựa từ uh, Nhật mới về Hai chiếc này uh, rất là đẹp uh, các bác Chỉ thiếu thùng xốp thôi, em mời cả nhà mình cùng uh, nhìn ạ à. Cái chiếc 560 này thì em thấy rằng rất là hay Chúng ta có thể chỉnh bát chép vào ngoài ra ở phía trên Tunover này chúng ta có thể chỉnh Đó chính là chỉnh giọng trung trầm này, trung cao này Rất là hay Có thể điều chỉnh theo cái đôi tai mà chúng ta nghe Phối ghép cái đôi loa của chúng ta để cho nó hợp ý hơn Ở phía trên này thì có Scepter A này, speaker B này Đánh được hai đôi loa trở kháng thì từ 4 đến 16 ôm còn đây là selector đường vào toàn bộ những cái núm nút này đều là bằng kim loại ấy, các bác bằng nhung phay ấy. mới lắm đây là ba lăng này ở đây là volume với volume thì chúng ta sẽ có một cái đường chỉnh ở trên này đó, có cái số để chúng ta nhìn cái phần âm lượng này đó cả hai chiếc này em minh về thì toàn bộ là nguyên zin nguyên bản và hoạt động hoàn hảo máy mới gọi là chỉ có thiếu thùng xốp thôi các bác Đã. với mẫu L560 này em mình có mức giá tốt chỉ 17 triệu 500 em mình giao lưu với các bác ạ và trước phía bên dưới là 570 em mình mời các bác cùng ngắm nhìn đối với L570 thuần class A bên này sẽ là chỉnh ton chúng ta có thể chỉnh lao hay là chỉnh hai Dạ, còn đây là các cái đường selector đường vào bằng phím bấm. Bên này là phần ba lăng và đây là phần volume. Dạ. Với mẫu L570 này thì quá nổi tiếng rồi. Rất là nhiều bài viết đã. cũng như là bài đăng của các cửa hàng về sản phẩm Luxman L570 này. Dạ, thuần class A, tiếng siêu hay. Và đặc biệt là Đặc trị những dòng loa khó trong đó có như là z L100, 150, 112, Holyzone, 116, vân vân Dạ các bác kép với những cái dòng loa Dòng âm ly của 570 này ạ à, Cho tiếng chất lượng âm thanh rất là tốt ạ à. Đây chúng ta cùng nhìn ngắm ạ à. Siêu mới ạ à. Mà đặc biệt là đợt này về thì à, Em Minh cũng có mức giá rất là tốt ạ à, cho cái sản phẩm này đối với L570 siêu đẹp thế này em mình đang có mức giá giao lưu tốt với các bác chỉ có 18 triệu 600 000 đồng dành cho sản phẩm này các bác như vậy là em mình đã giới thiệu hai mẫu âm ly mới về lắc men 570 và 560 à, các bác nào có nhu cầu mua sắm ủng hộ em mình thì các bác liên hệ cho em theo số điện thoại trên bài đăng dạ em chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo ạ à.